Xin kính chào toàn thể các bác. Trước mặt các bác đây là cái mẫu vỏ thùng loa subwoofer bass 30, mẫu gần như là gọn nhất hiện tại mà cũng được các bác săn đón rất là nhiều. Em sẽ đo lại cái cỡ nha. Con này có kích cỡ là mặt ngang của nó là vào 41,5. Đấy. Chiều sâu hết cỡ là vào 48. Sâu hết cỡ được 48. Và cao hết cỡ là được 44 các bác nhá. Đấy, thùng súp 30. Mẫu này thì bên trong là các mẫu thùng súp thì thường thường em sẽ thả từ 2 đến 4 tấm tiêu âm vào để các bác về tự bắn, nhét đâu hình cắn như nào thì tùy các bác. Con này thiết kế là có hai tay sách hai bên và thoát hơi ở dưới hầm này. Con này thì nó tạo ra được một nhịp tầm số, tức là tiếng súp của nó ra cái tiếng súp mà phải gọi là gần như là êm bậc nhất so với các cái mẫu súp khác. Ví dụ 40 thì chưa chắc con nào nó êm được con này đâu. Con này nó ra được một chất mà nhiều con loa súp khác không thể làm được. Đó. Cái khoang kích cỡ mạch đằng sau là 2228. Vỏ thùng súp 30, mẫu này rất đẹp và giá vô cùng hợp lý cho các bác. Chỉ có 550.000 một chiếc và giá trên chưa bao gồm cước phí vận chuyển. Các bác nhá, các bác lấy thì lưu ý giá nó chưa có bao gồm cước phí vận chuyển, bởi cái này cước phí vận chuyển là nó sẽ khoảng tầm 150 đến 200 một kiện hàng như này. Đây là anh em chúng em đang đóng gói này. Đấy. Các bác nào quan tâm thì liên hệ trực tiếp nhá. Sau khi lên đơn cái thì giá rất là hợp lý rồi. Và cũng mong muốn làm sao chủ xưởng cắt và chiết khấu 1% cho được nhiều nữa, nên này thấy có vẻ hơi ít. Đấy, thấy chiết khấu 1% cũng nghe vẻ hơi ít nhá. Con này bắt mặt và như các bác nhìn kỹ đây thì nó sẽ thấy luôn cả tiêu âm bên trong thùng. Giá này nói chung là rẻ rồi, còn các bác mà thắc mắc nữa thì cũng tùy nhá, bởi vì bán rẻ thì nó nhanh trôi, mà nhanh trôi thì là sẽ được cái doanh số cao. Còn nếu mà bán mà đắt ý, thì mình khẳng định trước là cái chất lượng của mình làm nó phải tốt đã, rồi hãng bán được đắt. Những cái mẫu thùng mà bên em làm nó có một chất lượng cao thì giá nó không bao giờ được gọi là rẻ. Chất lượng cao, high quality thì nó sẽ tốn rất là nhiều công sức làm, cũng như là chất xám, cũng như là công của anh em thợ này. Mình sẽ bỏ qua cái gọi là cái phần thương hiệu ở cái phần hàng rẻ này, bỏ qua nhá. Bởi vì đây là linh kiện phụ kiện thay thế. Còn cái này ở trên mạng bán đầy. Anh em có thích thì cũng tùy. Ngoài những cái mẫu vỏ thùng này ra thì bên em cũng có là cổ nạp bass mạch công suất đầy đủ cho các bác. Các bác nào đặt số lượng mà chốt số lượng lớn thì giá có thể hợp lý hơn tí nữa các bác nhé. Thì trên đây là các mẫu sản phẩm bên em đang có và giới thiệu cho toàn thể các bác. Mọi thắc mắc cũng như tiền đóng góp các bác liên hệ trực tiếp nhé. Xin kính chào toàn thể các bác. Hẹn các bác trong những video clip lần sau. Có gì hay em sẽ tiếp tục quay và bốc phét với toàn thể các bác.